Xin thân thưa bà con cô bác, hiện tại ba mẹ cô đang đứng đây là trên cái con kênh vực ngựa nào đó. Dòng kênh nước thì bây giờ nó không còn xanh trong như hồi xưa đâu. Bên đó là hồi xưa là cái lò gốm á bà con. Đây hồi xưa cũng ghe thuyền qua lại. Bên đó là dân sớm Hòa Lục, hồi đó nó còn được gọi là quận 7 Sài Gòn xưa đó. Còn bên đây là quận 6 Sài Gòn nè. Ở đây người ta gọi đó là Cùng Chấu. Nơi đây hồi đó là có những cái căn nhà ở dọc ngoài bờ sông nè bà con, ra tới tận bờ sông luôn. Sau này xây dựng cái đại lộ này bắt đầu là giải tỏa hết. Cái khu vực Cùng Chấu này á, là theo cái luồng di dân từ dưới miệt Long An lên đó bà con, là được hình thành vào khoảng đầu thập niên 60 là bắt đầu là có người sinh sống ở khu vực này. Trước đó vẫn có nhưng mà coi như mà nó thưa thớt lắm, nó ít người. Khoảng từ thập niên 60 á là ra đây bắt đầu có người về ở đông. Cầu này là cầu Lò Gốm. Cầu Lò Gốm này mới xây dựng sau này thôi. Ở đây có trạm bơm kiểm soát. Dưới kia có cây cầu của bà con, cầu đó là cầu Phú Định, hồi đó người ta gọi là cầu Hòa Lục đó. Nhưng mà hồi xưa nữa đó thì không có cầu nha bà con, ở đây người ta muốn đi là phải đi bằng ghe thuyền. Đây, bà con bác nhìn đó, ở đây hồi xưa có cái bến phà chạy 4 bến nha bà con. Tại vì ở đầm đây là giống như là cái ngã từ sông rồi đó. Cái tâm trạng ba mê cồ nó mệt. Ba mê cồ tính là chạy tuốt lên nguồn nhất á, rồi bắt đầu mới quay. Hôm nay là con đang có lễ tang của đồng chí Nguyễn Phú Trọng với tổng bí thư đó bà con, ở trên hội trường Thống Nhất. Nên ba mê cồ tính là chạy thẳng tuốt lên trên đó mới quay, nhưng mà không hiểu sao cái chạy tới khúc này cái thấy trong tâm trạng trong đầu cũng có nhiều thứ muốn nói thì thôi quay luôn từ đây. Ở đây hồi đó là cái hãng rượu Bình Tây nè. Hãng rượu Bình Tây xưa ở đây lớn lắm nha. Mà người ta nấu rượu bằng chấu bà con. Chắc có lẽ vậy nó mới gọi là Cùng Chấu. Và mình qua mé bên đây là quận 6 nha bà con. Con đường này hồi đó là bến Lê Văn Liêm. Đây là cuối đường Lê Văn Liêm nè. Đó, xưa đi hết cuối đường Lê Văn Liêm là phải đi qua cái bến đò đó. Rồi hình như sau này đổi tên là đường Trần Văn Kiểu. Con sông ở đây là nước này nó cũng đỡ một chút nè. Ở bên kia là bến Bình Đông, mình bên đây là bến Lê Văn Liêm. Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 25 tháng 7 2024. Xin thưa bà con bác, bây giờ là 3:15:20, nhiệt độ bên ngoài là 29 độ C, độ ẩm không khí là khoảng tầm 20 độ nha bà con. Việt Nam mình đó, do cái độ ẩm nó cao đó, cho nên mà khi mà gặp trời nắng nóng đó, là nó đổ mồ hôi dữ lắm. Mà miền Nam mình là đỡ nha bà con, chứ ngoài miền Bắc là cái trời nồm cái là bà con bắt đi ở trên sàn, không biết bà con bắt có cảm giác là nước nó đấm lớp ở trên trên mặt luôn nha bà con. Ở ngoài miền Bắc đó, mấy cái đồ vật mà đồ mà ngủ không tốt tốt cái là gặp trời nồm cái là thôi thua. Ở đây có dự án chung cư nè, chiết khấu lên tới 16%, nằm ngay chỗ bên bến Bình Đông đó. Không biết đây chừng nào xong. Ôi trời, 270 triệu bà con, công tặng ngay 270 triệu,
30 cầu tưởng 270 triệu một mét vuông chứ. Chắc xỉu quá. Ở bên đó bà con bác thấy vẫn còn mấy cái kho lúa hồi xưa đó bà con. À, dọc bên đó đó là bến Bình Đông rồi bến Mễ Cốc nè, mấy cái kho lương thực á, à, kho lúa vừa gạo vừa xây sát lúa hay cái gì đó đó bà con, quá dấu vết tích vẫn còn đó bà con, những cái kho hàng đó. À, hồi đó bên tay trái mình cũng vậy nè, cũng kho hàng nhiều lắm nè. À, hồi xưa ở đây cũng kho hàng nhiều lắm bà con, có cầu chữ U nè, giờ thay đổi hết rồi, chung cư mọc lên. Rồi chúng ta đi tới đây là bắt đầu mình tới cái khúc này thì bà con cô bác sẽ thấy là có một cái hồi đó đó sẽ có một cái cầu Bình Tây, cầu Bình Tây, cầu sắt nha bà con, mà nó cái cầu đó cũng lâu đời lắm. Trên cái dọc cái con sông này nè, vào thời Pháp á được xây cầu nhiều lắm, mà cái cầu hồi xưa nó ngộ lắm bà con, cái cầu hình mang cá nó không có chiếm độ dài như bây giờ đâu. Đó, cầu bây giờ bà con bác phải làm dốc xuống, chứ hồi xưa cầu á là đi bằng cái cặp hai bên đường luôn, đi lên cầu. Thậm chí cái cầu Trà Và đó là cái cầu mà được nâng lên hạ xuống luôn, có cái rồng rọc kéo bà con, mỗi lần tàu bè qua lại là phải kéo lên kéo xuống, chứ không có làm cái cầu cao như bây giờ. Mà đó làm cái cầu đơn giản lắm, đa phần làm bằng cầu sắt. Con đường này có thời gian nó mang tên là Đại lộ Đông Tây á bà con. Ở đây là hồi xưa có cầu Quế Đước rồi bà con. Đó, ngay góc đó bà con, đi thẳng quẹo cái đường đó vô cái con sông ở đây nè, đi thẳng vô cái đây là cái cầu Quế Đước nè. Ở đó là đi thẳng nhìn vô là có cái cầu Ba Cẳng đó, không biết sau này có được xây lại cái cầu Ba Cẳng không. Ba mẹ gồ cũng muốn nơi đó là cái giáp danh đó, mình xây cái cầu Ba Cẳng, một cái điểm nhấn cũng được, nhớ lại Sài Gòn xưa. Đó, chúng ta mới đi qua, vậy là đi qua cái cầu Bình Tây rồi, do chạy quá không để ý. Đây là tới cầu Trà Và rồi, cầu Trà Và này hồi xưa nó thấp bằng cái mặt sông đó bà con. Đó, mỗi lần mà tàu bè qua lại cái là lấy cái rồng rọc kéo lên. Đó, chứ không phải cái cầu Trà Và xưa nó cao bụi gì đâu nha bà con. Đó, nó bằng cái mặt đường này luôn nè, bắt ngang qua đó, cho nên là đi thẳng xuống cái là mình có thể mình quẹo được ba bên luôn cái con đường ở đây nè. Đi xuống tới đây, ở đây là đường Hải Thường Lãng Ông, hồi xưa là Khổng Tử bà con. Hồi đó đứng từ đây nhìn vô thấy nhà cửa hai bên rồi bán mấy thuốc thuốc bắc nhiều lắm. Nơi đây hồi xưa có cái cầu Xúm Chỉ đây nè, bên kia là Xúm Chỉ đó, cái cầu Xúm Chỉ xưa nằm đây nè bà con.
giờ cầu bỏ rồi. Ở đây hồi xưa là có hãng xây sắt lúa luôn Bình Xanh đây nè. Hồi đó đây không có cầu, cầu này là cầu Nguyễn Duy Phương. Hồi đó đây có một cái bến đò ở đây người ta gọi là bến đò La Cai, để đi qua cái miệt, cái biệt quận 8 bên đó, à, qua cái miệt Chánh Hưng á. Rồi giờ ba mình còn quẹo vô trung tâm nha bà con, chứ đi vòng vòng đây nữa thì sợ không có gì để mà kể với bà con cô bác, không có gì để mà nói chứ. Trời ơi con nít kìa bà con. Mấy đứa đó hồi xưa còn ẩm trên tay á, còn bây giờ là ở chợ ở bên kia kìa đó, ai dám vượt qua không? Nó đứng bên đó đó bà con, vượt qua cái dính vượt đèn đỏ là thấy màu nội luôn, thấy màu nội mới đúng chứ. Cái danh từ của người Việt Nam mình nó có nhiều cái từ đó. Nhiều khi bị quýnh đau á, trời đau thấy mụn nội luôn. Hồi xưa quýnh ở chỗ vậy, vậy lùi xuống một chút coi. Xe gắn máy nó dàn hàng ngang hết trơn, rồi xe cứu thương đi đường này vô nữa, thôi mình nhường cho nó đi đi. Đây là dưới bệnh viện huyện Bình Chánh lên đó bà con, xe này là xe của bệnh viện huyện Bình Chánh nè, à, ngay chỗ của ba mày cầu ở đó. Đang chuyển bệnh đó, chắc bệnh nặng. Khu này là khu đại thế giới. À, cái con đường này như là cái con đường trung tâm vô nè bà con. Tại vì ở đây nó có hàng loạt cái bệnh viện đây nè, cho nên bà con bắt thấy xe cứu thương chạy quá trời không? À, hú gọi dưới đó kìa. Ở đây trên cái trục đường này là bệnh viện nhiều lắm. Giờ mình quẹo đây đi. À, khu này hồi xưa là khu chạy hòm, hay còn gọi là người Hoa gọi là phố quan tài ấy. Mình gọi là chạy hòm đó, bà con bác không đóng hòm nhiều lắm. Đây là nhà tăng lễ của bệnh viện Nguyễn Duy Phương nè, hồi xưa là bệnh viện Quảng Đông, nơi đây hồi xưa từng là cái nghĩa địa đó bà con. Còn bên đây nè bà con, đội thi công nè, nơi đây hồi xưa là từng là cái trường á, trường Quỳnh Kiến Hoa của người Đài Loan đó, hiệu trưởng là người Đài Loan. Ở đây có cái đặt chiếu phim ở đây nữa nè. À, khu này là người Việt mình gọi là chạy hòm, còn người Hoa gọi là phố quan tài. Rồi ở đây là bệnh viện Lục Bắp nè, bà con có bắt thấy không? Còn cái tên tiếng Hoa kìa, Lục Bắp kìa, thấy không? Giờ là bệnh viện An Bình của người Triều Châu á. Rồi bên tay trái nè, à, hồi xưa có cái tượng Thánh Michael, à, thánh tổ của binh chủng dù á. Đây là nhà tang lễ bệnh viện An Bình. Giờ
ba mẹ rồi sẽ đi thẳng qua đó để mình đi lên hướng về hội trường Thống Nhất nha bà con, hay mình còn gọi đó là Dinh Độc Lập á. Bây giờ vẫn là mang tên Dinh Độc Lập nhưng mà đó là thuộc hội trường Thống Nhất quản lý, văn phòng hội trường Thống Nhất. Có nhiều người thấy là văn phòng người ta gọi là hội trường Thống Nhất á, cho nên một số người nói rằng là sau năm 75 là nơi đó được đổi tên lại là Dinh Thống Nhất, mà không phải nha bà con, chưa có từ nào Dinh Thống Nhất cả. Hội trường Thống Nhất thì đúng, hoặc là Dinh là Dinh Độc Lập. Ở đây là quận 5. Xin thưa bà con bác, hôm nay là cái ngày quan trọng, là ngày quốc tang của nước Việt Nam. Cho nên đó, những xe mà đi vào trung tâm á, như là ba mươi còn nhớ là xe buýt á, là bắt buộc là không được phép bấm kèn nha bà con. Hôm nay là cái ngày quốc tang của Việt Nam. Bên tay trái này á, là hồi đó là hãng thuốc lá Mít á. Chúng ta đang đi trên con đường này là đường Trần Phú. Con đường Trần Phú này là, xin thưa bà con bác, hồi xưa nó là con đường Nguyễn Hoàng. Đấy, chúng ta vừa mới đi qua một cái nơi mà sau năm 75 á bà con, là có một chiếc phi cơ rớt ở đó. Đây là chuyên về cái xóm Canh Rẽ. Trời, vừa chạy taxi, vừa chạy xe ôm mà vừa coi phim, mấy cái phim anime hay là gì đó, gắn cái tai nghe vô, vừa chạy vừa nghe vừa coi, không có nhiều người nhiều quá ha. Đây là mấy bức tranh. Nói về tranh là, xin thưa bà con cô bác, nó là vô giá nha mà. Mà mày còn nói thật, nói về tranh ảnh là vô giá nha mà. Ai mà mua tranh về nhà treo á, bây giờ thì ba mẹ còn không thấy nha. Chứ hồi xưa á, xin thưa bà con cô bác á, gia đình của ba mẹ còn trước năm 75 á, hầu như ai trong nhà rồi cũng có những cái bức tranh ha. Tùy theo phòng khách hay phòng ngủ, hay nói chung phòng nào cũng có bức tranh á. Thậm chí bây giờ không còn ha, chứ hồi đó là còn gia đình ta Michael còn thuê họa sĩ nữa tới vẽ nguyên gia đình luôn ha. Vẽ đó bà con, ngồi vẽ lên xong mới treo lên bức trên nhà. Còn thời nay thì chắc nhờ mấy cái đó chắc họa sĩ lấy mắt lắm.
hồi đó thì ba mẹ còn nhỏ, cho nên ba mẹ còn không biết là để vẽ một cái bức tranh vậy là có mắc hay không. Giả sử gia đình đi 8-9 người đó, nó cha mẹ con gái hay gì mình chụp hình đúng không, bây giờ mình kêu thợ tới họ họa ra một cái bức tranh bự dài nè, nó cái mình treo lên. Thời nay mà nếu mà vẽ cái đó là mắc lắm nha bà con. Đây là mũi tàu Phạm Viết Chánh nè, đường này đường Nguyễn Thị Minh Khai nè. Đường Nguyễn Thị Minh Khai này là xin thưa với bà con cô bác đó là hồi đó đó nó tên là đường Hồng Thập Tự, sau này có thời gian á được đổi tên lại là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bên tay phải ba mươi cầu đây là công viên Phong Châu. Hai bên đường này là hồi đó là bán sách báo cũ nhiều lắm, hầu như nhà nào cũng bán đó bà con. Cho thuê nhà, trời ơi, cho thuê nhà bà con. Cái khúc này